Mẹ nó, tao nói cuối năm rồi, muốn tu mà đéo tu nổi. Tao nói lên trên mạng xã hội, nghe mấy thằng mấy con nó ngứa háng, nó chửi mỹ. Kiểu như cái kiểu mà háng nó lâu ngày không có ai gãi cho nó, cho nên nó ngứa đó biết không. Nó chửi Mỹ, nó kêu chứ ở Mỹ khổ lắm, ở Việt Nam sướng hơn. Thành thử ra bữa nay mình lên trên mạng nè, mình làm cái video cực clip nè ha, mình so sánh thử cho bà con coi ở Mỹ mình khổ cỡ nào nha. Ở Mỹ khổ chết mẹ luôn. Nhưng mà tao nói đi làm tàn tàn một tháng cũng vài 3.000 đô. Cái này là tao nói làm tàn tàn, lương lao động bình thường thôi hen. Trong khi đó ở Việt Nam sướng chết mẹ. Mà đi làm tao nói sắp mặt lòm luôn, làm tao nói đổ mồ hôi háng luôn. Tháng lương căn bản cũng chỉ vài 3 triệu. Ở Mỹ khổ chết mẹ. Mà sao ai ra ngoài đi làm hay đi học cũng cởi xe hơi chạy phà phà vậy ta. Trong khi đó ở Việt Nam chỉ có nhà giàu mới đi xe hơi, còn đại đa số dân bình thường cởi xe Honda chạy đầy đường với giá xăng trên trời. Ở Mỹ khổ chết mẹ. Mẹ mà tao nói giá xe hơi ở Mỹ chỉ bằng 1/3 so với giá xe hơi ở Việt Nam. Giá lương thực, thực phẩm, đồ ăn, đồ uống cho tới đồ điện tử thì rẻ hơn Việt Nam rất là nhiều lần. Đó là tao nói cái mức lao động của ở bên Mỹ á, mẹ nó cao gấp mấy chục lần so với mức lương căn bản của người dân Việt Nam. Ở Mỹ khổ chết mẹ. Mà học sinh đi học được miễn phí, được miễn phí đó nha, không có tốn đồng xu cắt bạc nào hết trơn hết trọi á. Mẹ tao nói thầy cô á miễn phí mà không bao giờ dám đụng tới học sinh, lúc nào cũng tôn trọng yêu thương học sinh. Trong khi đó ở Việt Nam muốn tới trường thì cha mẹ phải tốn hàng trăm hàng ngàn thứ thu phí trên trời hen. Mà học sinh đi học á thì hôm nay tát mấy trăm bạt tai, ngày mai bắt uống nước giẻ lau bảng, ngày mốt bị treo cổ. Mẹ ta nói ở Việt Nam học sinh bị hành hạ còn hơn súc vật nữa, mà đéo thấy cơ quan ban ngành đoàn thể nào xử lý nặng tay đặng mà làm gương hết trơn hết trọi. Ở Mỹ khổ lắm hen. Nhưng mà ta nói hả, cái chế độ an sinh xã hội coi cũng hơi bị được. Mẹ ta nói già cả hay bệnh tật là chính phủ nó lo, nó nuôi cho phà ca, tiền chữa bệnh, tiền thuốc men, tiền ăn uống, tiền ở. Ta nói có chính phủ lo sống tà tà qua ngày ha. Trong khi đó Việt Nam sướng lắm. Mà ta nói già cả bệnh tật á hả, là ta nói hả không có gia đình mà lo cho đó, là ta nói lăn ra ngoài đường đi lụm lon, đi móc bọc, đi ăn xin, đi bán vé số chết mẹ luôn. Mẹ ở Mỹ đéo có sướng đâu. Ta nói tiền đầy túi cũng đéo mua được cái bằng cấp hay là cái chức cái quyền. Tao nói làm tổng thống cũng như dân thường, hễ vi phạm pháp luật là tao nói ở tù rạt háng luôn, chứ đâu có như ở Việt Nam sướng chết mẹ. Tao nói cán bộ tắc trách làm sai gây hậu quả nghiêm trọng thì cũng chỉ có xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm là xong. Ở Mỹ đéo có sướng đâu mấy cưng. Mẹ tao nói bầu cử là do toàn dân quyết định đi hen, ai như ở Việt Nam mẹ chưa bầu đã biết trước kết quả. Ở Mỹ làm sao mà so được với Việt Nam, đéo làm sao mà có cửa mà có nhiều cái nhất như ở Việt Nam, tỷ như nợ công nhiều nhất hen, rồi không khí ô nhiễm bậc nhất thế giới, rồi người dân bị bắt cóc để mà bắt cóc lấy nội tạng nhiều nhất, rồi sao mà có cửa bằng như cái chuyện mà dân bị cướp nhà cửa đất đai hàng ngày như cơm bữa như ở Việt Nam. Ở Mỹ làm gì có chuyện dân bị chết trong đồn công an như ở Việt Nam, cũng làm gì có chuyện lãnh đạo dám bán đất đai biển đảo của tổ quốc cho Trung Cộng như ở Việt Nam. Mẹ ở Mỹ ta nói lúc nào dân chủ nhân quyền nó cũng phải được đặt lên hàng đầu hết trơn hết trọi, khổ chết mẹ. Mẹ ở Mỹ khổ vậy đó mấy cưng. Vậy mà bao nhiêu thập kỷ, bao nhiêu thế kỷ trôi qua, chưa từng thấy một người dân nào trong số mấy trăm triệu dân của Mỹ tìm cách vượt biên đặng mà qua Việt Nam sanh sống. Trong khi đó, Việt Nam mình chỉ có mấy chục triệu dân thôi, mà đã có hơn mấy triệu dân tìm mọi cách để vượt biên đi qua Mỹ, qua nước ngoài sanh sống, chẳng màng bỏ thay trên biển cả. Và chẳng những con người không đâu, ta nói nếu như cánh cửa nước Mỹ rộng mở thì ta nói ngay cả súc vật như trâu bò, chó gà, thậm chí cây cục đèn á, nếu mà nó biết đi nó cũng giọt mẹ qua Mỹ nó ở rồi. Ở Mỹ khổ vậy đó. Vậy mà biết bao nhiêu triệu người trên thế giới vẫn luôn ngày đêm khao khát để có được giấc mơ Mỹ. Các ông to bà lớn thì miệng chửi Mỹ như con chó, nhưng vẫn luôn đưa con cháu qua Mỹ để du học. Bệnh hoạn thì chui qua Mỹ chữa bệnh,
lo mua nhà cửa đất đai ở Mỹ, tìm mọi cách lo tấm thẻ xanh ở Mỹ để tìm đường hạ cánh ở Mỹ. Vậy nên, nếu như bạn đang được may mắn ở trên nước Mỹ, xài tiền Mỹ, xài đồ Mỹ, hưởng lợi từ nước Mỹ, thì bạn phải biết tỏ thái độ mà biết ơn nước Mỹ. Bằng ngược lại, bạn vẫn xách cặt, xách giái, xách lồn, xách mu đi qua Mỹ, hưởng lợi từ nước Mỹ, xài hàng của Mỹ, mà miệng bạn vẫn leo lẻo, chửi rủa Mỹ, cho là ở Mỹ khổ quá không bằng Việt Nam, thì là bạn là cái thứ mà ta nói xạo lồn á, biết không? Mặt một lờ đó, biết không? Ta nói cái thứ mà bưng bô đó. Thì bạn nên cầm cái bô, bưng cái bô về xứ thiên đường của bạn mà sống. Bởi vì nước Mỹ không cần cái thứ mà xạo lồn như bạn. Kính thưa mọi người, mình biết là khi mình làm cái video clip này sẽ có rất là nhiều thằng, nhiều con nó ngứa háng á, nó bưng bô á, nó bu vô, nó chửi rủa mình là nói xấu quê hương. Xin lỗi nha, mình yêu quê hương hơn bất kỳ ai. Và mình luôn mong muốn cho quê hương của mình ngày một tốt đẹp hơn. Mình chỉ không muốn nhiều người bị mắc bệnh quan tưởng, mắc bệnh xạo lòng á, biết không? Luôn nghĩ là Việt Nam mình tốt hơn Mỹ, tốt hơn thế giới bên ngoài. Để rồi khi bước qua Mỹ, bước ra thế giới bên ngoài, mình phải cúi gầm mặt xuống. Bởi vì chúng ta là người Việt Nam. Ngừng xạo lồn đi, bớt quan tưởng đi nha không? Và hãy share nếu như các bạn cảm thấy đúng. Xin cảm ơn.